thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Vicem, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn, có địa chỉ tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã có lịch sử 20 năm xây dựng và phát triển. Với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh các sản phẩm bao bì từ nhựa và giấy kraft, xuất nhập khẩu bao bì và vật tư, thiết bị phụ tùng sản xuất bao bì. Công ty đã và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ để khẳng định giá trị của một thương hiệu bao bì Bỉm Sơn BPC trên thị trường sản xuất bao bì của Vicem và cả nước. Tiền thân là một phân xưởng may vỏ bao thủ công và xưởng sản xuất vỏ bao thuộc nhà máy xi măng Bỉm Sơn, nay là Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, năm 1999-2019, tập thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn vẫn đang ra sức thi đua, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản xuất kinh doanh để viết tiếp trang lịch sử vẻ vang và tự hào của công ty. Vượt qua những khó khăn và thử thách trong suốt chặng đường phát triển của mình, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn đã ghi nhận những thành công nổi bật với những mốc son quan trọng. Ngày 8 tháng 1 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 04-1999 QĐ-TTG về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước phân xưởng may bao thuộc Công ty Xi măng Bỉm Sơn thành Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn, vốn điều lệ là 38 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 50%. Ngày 29 tháng 5 năm 1999, công ty đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thành lập công ty. Ngày 1 tháng 7 năm 1999, Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Những ngày đầu sản xuất kinh doanh, công ty đã gặp rất nhiều khó khăn và thách thức do phải tự chủ sản xuất, điều kiện cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu thốn, kinh nghiệm quản lý hạn chế, lao động có trình độ lành nghề chưa cao. Song, với quyết tâm đổi mới, đoàn kết phát huy nội lực và được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, các cơ quan ban ngành nhà nước ở Trung ương và địa phương, sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty, đặc biệt là Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tập trung phân tích, đánh giá đúng tình hình để đưa ra những quyết định chiến lược phát triển của công ty một cách đúng đắn, hợp lý, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định và phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau 3 năm cổ phần hóa và đi vào sản xuất kinh doanh, công ty đã sản xuất tiêu thụ 56 triệu vỏ bao, tổng doanh thu đạt 148 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 25 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông đạt từ 15% trên năm, thu nhập của người lao động tăng bình quân 22% mỗi năm. Từ năm 2002 đến năm 2005, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao. Tỷ lệ tăng trưởng đạt trên 10% trên năm. Ngày 11 tháng 4 năm 2002, công ty đã chính thức đưa cổ phiếu lên niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là BPC. Công ty đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 vào sản xuất từ tháng 8 năm 2002. Năm 2004, công ty đã hoàn thành đầu tư mở rộng sản xuất, nâng công suất từ 20 triệu sản phẩm lên 40 triệu sản phẩm trên năm. Trong những năm, từ năm 2005 đến năm 2010, công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh ổn định, mức tăng trưởng đạt từ 7 đến 10% trên năm. Công ty thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2, nâng công suất lên 60 triệu sản phẩm trên năm. Tập trung cho công tác phát triển thị trường theo định hướng của Vicem và đáp ứng nhu cầu các khách hàng. Với thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen thời kỳ 2005-2008 và được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng 3 thời kỳ 2004-2008. Bước vào những năm, từ năm 2010 đến năm 2014, cùng với sự biến động liên tục của nền kinh tế thế giới, ngành xi măng Việt Nam cũng trải qua những giai đoạn khó khăn do cung vượt quá cầu. Nhiều nhà máy bao bì mới đi vào sản xuất nên cạnh tranh thị trường ngày một quyết liệt. Đứng trước những khó khăn, thách thức, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp quản lý
để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện dự án đầu tư để nâng công suất lên 60 triệu sản phẩm trên năm, đầu tư đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Tập trung chăm sóc tốt thiết bị, công nghệ để tăng năng suất, giảm chi phí sửa chữa, duy trì thiết bị hoạt động ổn định dài ngày. Kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật và chi phí để giảm giá thành, tăng cạnh tranh của sản phẩm. Tư vấn cho khách hàng cải tiến, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm. Tổ chức tốt công tác thị trường và chăm sóc khách hàng để tiêu thụ sản phẩm, kết hợp linh hoạt các chính sách trước, trong và dịch vụ sau bán hàng với phương châm sự lựa chọn của khách hàng là tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Từ năm 2010 đến nay, công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức. Thị trường bao bì bước vào thời kỳ cung vượt cầu nên cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp. Xu hướng bao dán, bao sampo, sealing và các sản phẩm bao khác đang thay thế dần bao bì truyền thống. Ngành sản xuất xi măng gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, nhu cầu tiêu thụ xi măng giảm, giá vật tư nguyên liệu tăng cao khó lường, làm gia tăng giá thành của sản phẩm. Nhiều khách hàng gặp khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh và hiệu quả của công ty. Công ty đã huy động mọi nguồn lực, phát huy nội lực, trí tuệ tập thể và trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên trong quản lý, điều hành và vượt khó trong sản xuất kinh doanh để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho cả thời kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục ổn định và phát triển. Hiện nay, công ty có gần 300 cán bộ công nhân viên với đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và được tổ chức thành các phòng ban, đơn vị gồm phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán thống kê tài chính, phòng kỹ thuật kế hoạch kinh doanh và có một xưởng sản xuất với đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết trong sản xuất. Để đáp ứng với nhu cầu của các khách hàng hiện nay, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, công ty đã thay thế những thiết bị cũ, đầu tư các thiết bị công nghệ mới, hiện đại của châu Âu và các nước tiên tiến như Nhật Bản, Cộng hòa Áo, Đài Loan, Ấn Độ. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, được chia ra làm 5 công đoạn sản xuất chính gồm công đoạn tạo sợi, công đoạn dệt vải, công đoạn tráng màng, công đoạn dựng ống, công đoạn máy khâu. Với hệ thống thiết bị hiện có, công ty có thể đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng với sản lượng trên 60 triệu vỏ bao trên năm. Đến nay, ngoài bạn hàng truyền thống như công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, sản phẩm vỏ bao của công ty đã được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn như công ty xi măng Nghi Sơn, công ty xi măng Bút Sơn, công ty xi măng Sông Thao, công ty xi măng Hoàng Mai, công ty xi măng Long Sơn, công ty xi măng Pô Mi Hoa. Công ty cổ phần vi xem mau Bỉm Sơn đến nay đã tròn 20 năm. Trong suốt quá trình 20 năm xây dựng và phát triển, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên người lao động qua các thời kỳ, công ty cổ phần Vinsem bao bì Bỉm Sơn luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong số các đơn vị sản xuất cung cấp vỏ bao cho các đơn vị sản xuất xi măng của ngành xi măng nói chung và trong Vinsem nói riêng. Sản lượng, sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận đều tăng trưởng qua các năm. Năng lực của công ty sản xuất và tiêu thụ hiện nay đạt trên 60 triệu vỏ một năm. Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn của công ty, lợi ích của cổ đông, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Hiện nay trên thị trường, hàng loạt các nhà máy sản xuất bao bì tiếp tục ra đời. Các đơn vị sản xuất xi măng cũng cơ cấu lại sản phẩm tiêu thụ, trong đó có chú trọng đến tiêu thụ xi măng giờ, xuất khẩu xi măng. Do vậy, dẫn đến năng lực sản xuất và khả năng tiêu thụ sản phẩm vỏ bao trên thị trường mất cân đối. Đây cũng là một trở ngại rất lớn đối với công ty hiện nay.
Để công ty cổ phần Vinsem Bao bì Bỉm Sơn tiếp tục phát triển trong thời gian tới, vấn đề đổi mới công nghệ, tiếp cận cách mạng 4.0 là xu hướng tất yếu nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Việc cấu trúc lại nguồn lực, đánh giá xu hướng phát triển của thị trường, xây dựng sản phẩm cốt lõi trong giai đoạn hiện tại và tương lai, từ đó xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, đáp ứng nhu cầu của thị trường là việc làm cấp thiết. Với truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của Bao, tôi hy vọng và tin tưởng vào tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên người lao động công ty vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, kế thừa các thành quả của các thế hệ đi trước, tiếp tục xây dựng công ty cổ phần Vinsem Bao bì Bỉm Sơn ngày càng phát triển. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần Vinsem Bao bì Bỉm Sơn đã sản xuất và cung cấp thị trường gần 900 triệu sản phẩm, đạt tổng doanh thu trên 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 230 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 120 tỷ đồng, trả cổ tức cho cổ đông từ 10% đến 15% trên năm. Năng lực sản xuất đã tăng từ 20 triệu sản phẩm trên năm từ năm 1999 lên 60 triệu sản phẩm trên năm và có thể sản xuất kinh doanh đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Công ty luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương, hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên với thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng trên người trên tháng. Nội bộ công ty luôn đoàn kết, thống nhất. Lịch sử 20 năm xây dựng và phát triển của công ty Vinsem Bao bì Bỉm Sơn trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đã ghi nhận biết bao công sức, trí tuệ, tâm huyết và tình cảm của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên các thế hệ công ty cổ phần Vinsem Bao bì Bỉm Sơn. Sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và giúp đỡ của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn trân trọng cảm ơn tới các đơn vị, bạn hàng truyền thống đã hợp tác và giúp đỡ công ty trong suốt thời gian qua. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty, tập thể ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động công ty trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, thị xã Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, các đồng chí nguyên lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty qua các thời kỳ. Trân trọng cảm ơn tới các đơn vị, bạn hàng truyền thống đã hợp tác và giúp đỡ công ty trong suốt thời gian qua.